Đây là một giờ học ngoài nhà trường với chủ đề hẻm của các em học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là đề tài khá quen thuộc, nhưng hẻm trong suy nghĩ của nhiều người vẫn gắn với các tệ nạn như ma túy, mại dâm, trộm cắp. Nhằm giúp nhiều người có cái nhìn khác về hẻm, như về những nét đẹp trong văn hóa ứng xử, lối sống cộng đồng, mưu sinh hay quá trình hình thành, phát triển của những con hẻm Sài Thành, các em học sinh đã chia làm các nhóm đi đến từng con hẻm nhỏ để tìm hiểu về hẻm, thông qua việc chụp hình, quay phim, phỏng vấn những người dân sống lâu năm ở đây. Ngoài biết được thêm những kỹ năng, là em cứ cái biết thêm tầm hiểu biết về những con hẻm của Sài Gòn, cũng như là đa dạng nhất là hẻm Người Hoa. Hiểu thêm thì đương nhiên là phải yêu thêm Sài Gòn của mình, là sẽ biết giữ gìn những con hẻm và để lưu giữ những cái truyền thống của những con hẻm ở Sài Gòn. Xuất phát từ mong muốn giúp học sinh tìm hiểu thêm nét đẹp thân thuộc và ý nghĩa của những con hẻm Sài Gòn, dự án hẻm đã trở thành giờ học thú vị đối với nhiều học sinh. Qua đó cũng góp phần quảng bá được hình ảnh về những con hẻm nhỏ mà không phải ở đất nước nào cũng có. Mục đích của cái dự án hẻm này là muốn cho học sinh tìm hiểu những kiến thức thực tế về kinh tế xã hội và văn hóa của địa phương nơi các em sinh sống. Là qua cái môn này thì muốn cho học sinh là vận dụng những cái kiến thức mà các em đã học để mà áp dụng vào thực tế, để giải quyết những cái vấn đề của thực tế. Không chỉ có kiến thức về địa lý, văn hóa mà giờ học này còn giúp các em ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh, khi mà các em đem những kiến thức mình có được về hẻm để giới thiệu đến du khách nước ngoài. Khi mà nghe tụi em giới thiệu về những con hẻm này thì họ dường như là cảm thấy rất bất ngờ, tại vì con hẻm ở nơi đất nước họ thì chỉ giống như là một khoảng không nhỏ giữa hai tòa nhà thôi. Còn ở Việt Nam này là dường như là có một sự đa dạng mới, như là có cả khách sạn, có cả chỗ ăn, chỗ uống, chỗ nghỉ ngơi. Thì dường như là họ đã cảm thấy một điều mới mẻ khi họ đến tham quan ở Việt Nam. Tôi thấy rất là thú vị. Con hẻm của Sài Gòn nó đặc biệt hơn tôi nghĩ. Con người ở trong đấy rất là thân thiện, cởi mở và mọi người sinh hoạt với nhau rất hài hòa. Sau khi trải nghiệm thực tế, các em đã dựng những đoạn phim tự quay thành những clip ngắn với từng chủ đề như văn hóa, ẩm thực, lịch sử của các con hẻm. Đây cũng là cách để lưu giữ những giá trị xưa cũ của hẻm trước sự vận động không ngừng và ngày càng hiện đại của thành phố. Qua đó, còn tăng thêm tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh.